Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ hai, ngày 31 tháng 10 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị đã có xem kênh, có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Và hiện nay thì bà con nông dân mình cũng vẫn chưa có lãi cao nha quý bà con. Thì cụ thể là thanh long ruột đỏ hiện nay ở khu vực miền Tây thì loại 1 đang rút đồng từ 25.000 đến 27.000 đồng ký, loại 2 thì đang rút đồng từ 18.000 đến 20.000 đồng ký, loại 3 thì đang có giá đồng từ 13.000 đến 15.000 đồng ký, còn hàng giạt thì đang nằm ở giá đồng từ 3.000 đến 4.000 đồng ký. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực khác nhau. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Trong 1-2 ngày trở lại đây thì hình giá thanh long ruột trắng và ruột đỏ thì đang đi ngang. Cụ thể là thanh long ruột trắng hiện nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang góc giá động từ 14.000 đến 16.000, hàng sàn thì đang góc giá động từ 10 đến 12, hàng giạt thì đang động giá động từ 2.000 đến 4.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng hiện nay ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có mức giá lần lượt là 12, 13, 14, bò sàn 10.000, 11.000, 12.000, hàng vip hiện nay thì đang góc giá động từ 15, còn hàng giạt thì đang động giá động từ 2.000 đến 3.000 đồng ký, cũng tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì cũng không có biến động gì nhiều và cũng không có chênh lệch gì nhiều so với khu vực miền Tây. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang có giá đồng từ 23.000 đến 25.000 đồng ký, loại 2 thì đang có đồng từ 18.000 đến 20.000 đồng ký, loại 3 thì đang có đồng từ 11.000 đến 13.000 đồng ký. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000 đồng ký. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con.